Chào các bạn và các em đã đến với kênh ông giáo về lớp nhé. Hôm nay tiếp tục với môn toán lớp 2, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta làm những bài toán về thêm bớt một số đơn vị, đúng không? Hôm trước là chúng mình học về bài toán về thêm một số đơn vị, và bài này thì chúng ta sẽ đến với một dạng toán, đó là dạng bài toán về bớt một số đơn vị. Bớt một số đơn vị thì chúng mình sẽ làm phép tính gì? Và sau đây chúng thầy sẽ có một bài toán như sau. Bài toán có 10 con chim đậu trên cành, sau đó 3 con bay đi. Hỏi trên cành còn lại bao nhiêu con chim? Chúng mình cùng quan sát lên bức tranh, đúng không? Lúc đầu là có 10 con chim đang đậu trên cành, đúng không? Sau đó là có 3 con chim bay đi. Hỏi trên cành còn lại bao nhiêu con chim, đúng không? Như vậy bài toán cho chúng ta biết điều gì rồi nào? Lúc đầu trên cành có bao nhiêu con chim các em? Đúng rồi, lúc đầu trên cành là có 10 con chim, đúng không? Và sau đó là bay đi bao nhiêu con? Bay đi 3 con, đúng không? Chúng ta để ý từ bay đi nhá. Và bài toán hỏi chúng ta điều gì? Hỏi trên cành còn lại bao nhiêu con chim, đúng không? Vậy thì để biết trên cành còn lại bao nhiêu con chim, chúng mình sẽ làm như thế nào? Trước tiên để làm những dạng toán như thế này, chúng mình phải làm gì? Tóm tắt, đúng không? Tóm tắt bài toán đó, sau đó chúng mình mới làm được, đúng không? Như vậy có bao nhiêu con chim? Đúng rồi, có 10 con chim, đúng không? Bay đi bao nhiêu con? Đúng rồi, bay đi 3 con chim. Và bài toán hỏi chúng ta điều gì? Hỏi trên cành còn lại bao nhiêu con chim là còn lại bao nhiêu con chim, đúng không? Vậy thì để làm những dạng toán như thế này, chúng mình sẽ làm phép tính gì? Trước khi làm phép tính thì chúng mình phải có bài giải, đúng không? Và lời giải, đúng không? Sau đó mới đến phép tính, và cuối cùng là đáp số, đúng không? Như vậy lời giải đây sẽ là gì? Mình phải trả lời được câu hỏi là gì? Hỏi trên cành còn lại bao nhiêu con chim thì chúng mình sẽ trả lời như thế nào? Đúng rồi, số con chim còn lại là, đúng không? Đây là mình trả lời cho câu hỏi người ta đã hỏi nhé. Và như vậy có 10 con, đúng không? Bay đi 3 con, bay đi này, chúng ta để ý từ bay đi. Như vậy bay đi, bớt đi, cho đi, thường chúng mình sẽ làm phép tính gì? Đúng rồi các em ạ, bay đi, bớt đi, cho đi, lấy đi, đúng không? Thì chúng mình thường làm phép tính trừ, đúng không? Như vậy lúc đầu có 10 con, sau đó 3 con bay đi, thì chúng mình sẽ lấy 10 trừ đi 3 là sẽ biết được còn lại bao nhiêu con nữa ở trên cành, đúng không? Và phép tính của mình là 10 trừ đi 3 bằng bằng 7. Như vậy còn 7 con chim trên trên cành, và đáp số là 7 con chim, đúng không? Đây là dạng bài toán về bớt một số đơn vị, đúng không? Như vậy dạng bài toán nào mà bớt đi một số đơn vị, chúng mình thường dùng phép tính trừ, đúng không? Và như vậy chúng ta sẽ vận dụng vào làm bài tập 1. Bài tập 1 ở đây là người ta đã có tóm tắt, đúng không? Và có bài giảng, đúng không? Và chúng ta sẽ đọc yêu cầu bài tập 1 một lần. Đàn lợn nhà An có 15 con, mẹ đã bán 5 con. Hỏi đàn lợn nhà An còn lại bao nhiêu con, đúng không? Chúng mình cũng đọc lại một lần nữa nhé. Như vậy đàn lợn nhà An có tất cả bao nhiêu con? Đúng rồi, đàn lợn nhà An có tất cả là 15 con, đúng không? 15 con. Như vậy chúng mình cũng tóm điền vào phần tóm tắt này luôn nhé. Và mẹ đã bán đi, nhớ từ bán đi nhé, bán đi 5 con. Và bài toán hỏi là gì? Hỏi đàn lợn nhà An còn lại bao nhiêu con? Ở đây người ta đã
tóm tắt và có bao nhiêu con mình điền vào, bán đi bao nhiêu con mình cũng điền vào, và sau đó điền số. Ở đây người ta cũng có phép tính trừ rồi, và thầy đã viết to cho mình dưới đây nhé. Chúng mình hãy dừng video và làm bài này trong vòng 10 phút cho thầy. Trước tiên chúng ta sẽ tóm tắt, xong đó chúng mình sẽ viết phép, sẽ viết những con số vào dấu chấm hỏi và sau đó là viết đáp số nhé. Sau khi làm xong, chúng mình có thể so sánh với kết quả của thầy nhé. Ở đây tóm tắt, có bao nhiêu con chim các em? Thầy xin lỗi, có bao nhiêu con lợn các em? À đúng rồi, có 15 con lợn đúng không? À bán đi bao nhiêu con? À đúng rồi, mẹ đã bán đi, bán đi 5 con đúng không? Và bài toán hỏi chúng ta là còn lại bao nhiêu con? À con lợn đúng không? Như vậy ở đây người ta đã viết cho mình phép tính trừ rồi. Như vậy chúng mình sẽ lấy mấy trừ đi mấy nào? À đúng rồi, chúng mình sẽ lấy 15 đúng không? Trừ cho 5. Như vậy 15 trừ cho 5 sẽ bằng, à đúng rồi, bằng 10. Như vậy 10 con đúng không? 10 ngoặc đóng mặc và đáp số là 10 con. Thầy vừa hoàn thành xong bài tập 1 đúng không? Bạn nào có cùng kết quả với thầy thì là rất giỏi nhá. Chúng mình cùng chuyển sang bài tập tiếp theo. Ở đây có 2 bài tập thôi đúng không? Và như vậy thầy cũng đã hướng dẫn xong bài toán về thêm bớt một số đơn vị, cụ thể là bài toán về bớt một số đơn vị đúng không? Bạn nào thấy hay like chia sẻ để ủng hộ ông giáo với nhé.